The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Kính chào tất cả quý vị, xin mời quý vị cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, chương trình The Jimmy Show đến hôm nay cũng đã tròn một năm. Trong hơn một năm qua, Jimmy nhận rất nhiều tình yêu thương từ khán thính giả dành tặng cho chương trình và cũng như những cái yêu cầu với những vị khách mời. Và một trong những vị khách mời mà khán thính giả đã yêu cầu Jimmy mời lên show rất là nhiều lần, nhưng hôm nay mới đáp ứng lại cái lời yêu cầu đó của quý vị, đó là nữ ca sĩ Trúc Mai. Con xin chào cô. Chào Jimmy. Trúc Mai xin chào quý khán thính giả yêu mến của Trúc Mai và những khán thính giả yêu mến Jimmy luôn. Hôm nay phải nói là cảm ơn cô ở tuốt ở San Jose, nay xuống Nam Cali này để lên đây tâm tình với khán giả. Thưa cô, con muốn hỏi cô cái câu đầu tiên là hình như nếu không lầm cô là người gốc Sài Gòn phải không? Bởi nghe giọng cô rất là người Sài Gòn. Đúng ra thì cô sanh đẻ ở Gia Định. Dạ. Rồi cha má đem về Thủ Đức chắc cũng 4-5 tuổi gì nữa, nhưng mà tờ giấy khai sinh thì ở Gia Định, rồi ở Thủ Đức cho tới lớn lên, cho tới ngày vừa cộng vô thì chạy luôn thôi. Chứ không có đi hát thì ở tạm ở Sài Gòn. Rồi đi trở về là Thủ Đức vậy thôi, chứ không có ở thành phố nào khác ngoài Sài Gòn với Thủ Đức. Cô ơi, bước khởi đầu của cô đến với tân nhạc như thế nào? Hôm nay con muốn nhờ cô nói với khán thính giả, nhất là thế hệ trẻ như con. Nó dài dòng văn tự lắm Jimmy, dài lắm. Nó dài như hơn cây vải đó, nghe không? Cô xuất thân là đồng nhi hát ở nhà thờ Thủ Đức. Hồi hát hồi đó 12 tuổi, một con nít kêu bằng đồng nhi chứ không có mà ca đoàn. Hát trong nhà thờ thì giống như có cái giọng, mà cái giọng của cô là giọng baritone, hát nhà thờ bị hát bè không à. Chưa bao giờ được làm solo, nhưng mà có học nhạc lúc ở trung học, rồi hát ở trong nhà thờ riết, rồi chừng gặp có mấy anh chị Tâm Đế Chiến lúc cô 16 tuổi ở đâu nhà, đâu trước nhà thì bữa đó là có một cái chị vắng trong cái ban đó, mà cô còn đi học, đang nghỉ hè. Thế nói cái cô đó tối nay cô không có xuất hiện được tại cô có việc nhà, mà mấy người đó đi sẽ đi công tác cái ban Tâm Lý Chiến của sư đoàn khinh chiến 13. Cái sư đoàn khinh chiến 13 là cái thời Tây còn lại đó. Tối nay tụi anh đi vô công tác, hồi dùng chữ công tác ở trong trường sĩ quan Thủ Đức, em đi chơi không? Mà cô hồi đó nhà nghèo lắm, mà nhà nghèo nhưng mà có đạo đi đâu cũng phải mặc áo dài, có hai áo dài thôi, rủ đi tối đi. Lên đó thì mấy anh đó hát đần đần hát, mà chắc hình như cô không nhớ không lầm là đứng trên cái sàn gạch chứ không có sân khấu, tại chắc giúp vui cho mấy ông sĩ quan ăn hay gì cô không nhớ, lâu rồi. Đó là 1958. 58. Thì ghê quá hả? Nếu mà năm 58 thì tới hôm nay là một thời gian rất dài. 60. Dài 60 năm. Mà hôm nay mà cô ngồi kể lại những câu chuyện này, con thấy cô cả một cái khung trời kỷ niệm hiện về trước mắt cô. Rồi cái lúc mà đi vòng vòng đi, hồi rủ đi chơi thôi. Cô đâu có biết hát gì đâu. Thế thì có hát trong nhà thờ, với hát mấy cái bài giống như Mưa Rơi rồi gì. Mấy lúc mà qua bên Tâm Lý Chiến chơi các anh các chị đó. Cái anh đó anh nói bây giờ em muốn lên hát chơi một bài không? Em đâu biết hát gì đâu. Cái ông nói anh đứng đằng sau anh đếm cho em vô. Vậy em muốn hát bản gì không? Cái cô mà hồi đó cũng giảng lắm, không sợ ai hết. Hát thì hát. Cái hỏi hát bản gì, cô hát bản Mộng Lành của ông Hoàng Trọng. Ông đứng đằng sau ông sẽ đếm 1, 2, 3, 4 gì vô nha, đặt cô vô, mà hình như có một cái guitar vậy, cô nhớ không có ban nhạc vậy. Rồi hỏi cô muốn lấy tên gì, cô không phải tên ca sĩ Trúc Mai, mà cô có cái lưu bút ngày xanh, mỗi lần mùa hè đó chia tay bạn mỗi người ký ký thì cô lấy cái tên là Trúc Mai. Cái ông hỏi chứ lấy tên gì, cô nói Trúc Mai. Ngày mai ngoài Thủ Đức cái đám bạn tiểu học cô là biết Trúc Mai đang đi hát, tức cười. Cô hỏi nhỏ cô là vậy tên thật của cô là gì? Thôi đừng nói đi, giống con trai. Giống con trai luôn. Tên này là coi như 60 năm rồi. Vậy là Trúc Mai đây là cô
tự đặt cho mình, chứ không phải là do một ông thầy nào hết. Không có thầy đâu, cô không có thầy bà nào đâu, nó phải là không thầy đối mày làm nên. Nhưng mà tại cái tánh cô cũng lì, lì, nhưng mà đều giống như Chúa cho thôi, chứ nếu ấy chắc cũng không tới đâu hết. Việc xem như là nhờ cô xuất hiện cùng với bên ban Tâm Lý Chiến, với bài Mộng Lành của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Tạm gọi đó là như là cái tác phẩm đầu tiên mà cô đến với tăng nhạc đi. À, vậy thì khoảng bao lâu thì cô được mời hát trong các chương trình của đài phát thanh cũng như là thâu băng, thâu dĩa? Sau đó thì cái vụ cái hát Mộng Lành đó, cái cô mà chị đó tên là Mỹ Lệ. Thay vì bữa tối đó chị đi là không có cô rồi. Xong sau đó cô đi lấy chồng hay gì, cổ disappear luôn. Trong đó nói bây giờ cái chỗ này đương trống, mà hồi cô đương đi học nhà nghèo. Mà cái mấy anh nói bây giờ em muốn vô đi làm không? Cô đang nghỉ học mùa hè mà không có tiền. Hồi đó hát Tâm Lý Chiến là cô bằng dân chính đó. 1.800 đồng một tháng cô mừng đó. Cô vô liền, về vô mấy anh dợt cho hát. Hát được mấy tháng rồi cái đó đổi đi lên Bến Kéo Tây Ninh, một thời gian rất ngắn. Cô nhớ lúc mà lên Tây Ninh đó, còn ông văn sĩ ký giả bây giờ nổi tiếng lắm là ông Nguyễn Đạt Thịnh đó, là sư đoàn khinh chiến 13, nhiều người phải già lắm mới nhớ cái tên đó. Sau đó cái sư đoàn khinh chiến 13 rã, cô trở về Thủ Đức trở lại. Đó là Tây Ninh, Bến Kéo Tây Ninh, về Thủ Đức trở lại. Lọt trong Tâm Lý Chiến chắc tới giữa năm 59 cô mới ra Sài Gòn đó. Toàn Tâm Lý Chiến không. Sau đó cô xuống hát cho pháo binh, cũng Tâm Lý Chiến. Pháo binh cái qua quân, cái pháo binh thì không gặp ca sĩ nổi tiếng. Rồi đi vòng vòng đó, đi hát mới gặp cô Tuyết Hương. Cô Tuyết Hương băng ba trái táo đó. Tụi cô hồi đó là mấy cô ca sĩ đi vòng vòng hát cho trại này trại kia mới gặp. Nó nói, ê tụi cô còn trẻ, mày hay là bồ vậy đó. Bên quân khu Thủ Đô cần, muốn qua không? Quân khu Thủ Đô là nó nằm trên đường Lê Văn Duyệt đó. Là cô mừng quá, đi qua thôi mà. Cái chỗ pháo binh của cô ít đi công tác và dùng giữ công tác. Thành giống như lên vợt vợt nhạc mà không có hát hò vậy. Thành mình rảnh qua đây. Là trong đó xuống tới đó là 2.000 đồng, 2.000 một tháng, 1.958, 2.000 nhiều lắm nha Jimmy. Đúng rồi. Rồi cái đi theo cô Tuyết Hương chạy qua quân khu Thủ Đô, hên quá bên đó là những ca nhạc sĩ nổi tiếng. Ông Lam Phương hồi đó ông về đó là ông là quân dịch, ông về đó. Cô Tuyết Hồng đang ở đó, có một cái cô nó tên Lệ Hoa, bỏ mất rồi. Cô rồi cái được nhận vô là có cô Tuyết Hương với cô nữa. Năm nữ trong đó. Năm nữ, rồi bây giờ đàn ông dễ sợ lắm nha. Ông Châu Kỳ, nhạc sĩ Châu Kỳ, ông Phi Thoàn, ông Khả Năng, danh hề Khả Năng. Ba người thứ dữ đó đi công tác trong cái đoàn đó là cười chết thôi, thấy không? Mà cô hên á, cô vô cái đoàn đó là được chắc 4-5 tháng, một tháng 2.300. Trời đất ơi, 1958 mà cô có 4.300 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa, nhiều lắm đó nha. Thời ông Diệm. Mấy ông đi quân dịch thời đó có 120 đồng thôi chứ mấy. Mà cô được tới gần 4.000 cái thời 4.300 đồng. Nhưng mà ở Sài Gòn thì ăn cơm tháng rồi vậy đó. Nhưng mà cô nhắc đến cái buổi đầu đó thì con có được biết một cái chi tiết là cô cùng song ca với ca sĩ Nhật Trường. Lúc đó cũng chưa có nổi danh. Chưa ra tới Sài Gòn, còn Dòng Tâm Lý Chiến đó. Dòng Tâm Lý Chiến. Xong cái đó rồi bị khu Thủ Đô. Cái tới Tết là cuối năm 58 đó. Tới Tết là cô phải về nhà ăn Tết. Hồi xưa Việt Nam mà mặt nó cũng gần xịt mà không về nhà ăn Tết, nhớ nhà. Cô về lại Thủ Đức. Thì cái Tâm Lý Chiến đang Thủ Đức là có cái ông sếp của cô đó, ông thiếu tá Đặng Trần Mai. Mà kỳ trước cô ở đó cô ra đi rồi, mà không ai đuổi cô không thích cô đi mà. Cuộc đời cô hên, cô đi không có vấp ngã gì, giống mỗi lần đi là bước lên chứ không có bước xuống. Cái đó cũng Chúa cho cũng hên. Rồi cái chừng trở về ăn Tết, 1-2 tháng, cô bây giờ cô xuống Quang Trung. Mấy anh trong đó nói bây giờ dưới Quang Trung cần, em muốn xuống Quang Trung không? Cô xuống luôn Quang Trung. Quang Trung hồi đó là có trại Liên đoàn A, Liên đoàn B. Là cô xuống là cái ban văn nghệ dưới giỏi lắm ạ. Ông trưởng ban là ông Hưng, là dượng của cô Julie. Julie mà Julie Quang. Julie Quang. Hồi đó Julie lúc đó có 8 tuổi à. Nít. Thành tới bây giờ Julie cô bằng dì, giống như dì ruột trong nhà đó. Là chị Lệ với là anh Hưng đó, chị Lệ ca sĩ với cô. Rồi là anh Hưng đó, là dượng của Jimmy. Cô hát ra đó 6 tháng. Cô bị bệnh, cô bị cảm ho mà đêm công tác hát Liên đoàn A, Liên đoàn B hay gì phải đi vòng vòng chung quanh đó. Ngày thứ bảy hay chủ nhật giờ cô không nhớ, trong một trong hai ngày đó phải hát giúp vui ở ngoài vườn Cộng Hòa. Cô còn cái hình đó, cô giữ kỹ nha. Giúp vui ở ngoài vườn Cộng Hòa cho khách ta tới ta thăm gia đình ngồi đó, của Quang Trung. Thì bữa cô ho quá, cô xin nghỉ mấy ngày, mấy ông không có người. Xin nghỉ không cho nghỉ,
nghỉ luôn. Oh, oh. Đó là 6 tháng đó. Yeah. Mà mấy bữa mà mỗi lần mà ở trên đó mà đi chơi, cuối tuần đi chơi đi với lại anh Hưng chị Lệ đó, lại xuống phòng trà dân cảnh Sài Gòn nhảy đầm chơi, đi nghe hát chơi. Thì mỗi lần xuống đó là thì chị Lệ phải đặt chiếc giấy lên yêu cầu ca sĩ Trúc Mai lên hát, hát dòng sông xanh. Ông trưởng ban ông bầu đó là ông tổ chức thôi, quan cảnh tên là Hiền Lương. Ông ngắm nghé cô rồi, muốn rủ cô xuống hát. Bây giờ nghỉ đây xuống xin, ông nhận vô liền. Cô xuống là cô hát chắc đầu tháng 6 1959. Đi Sài Gòn luôn đó. Là rất là kỷ niệm. Nhưng mà một sau một vài phút thương mại đi, con sẽ nhờ cô kể thêm nha. Cảm ơn cô, xin quý vị đừng rời màn ảnh. Nữ ca sĩ Trúc Mai cùng với Jimmy Thái Nhật sẽ trở lại. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Trúc Mai. À, cô ơi, lúc nãy cô có kể là lúc mà cô hát ở Vân Cảnh phải không cô? Văn Cảnh. Văn Cảnh là cô có được hát chung với như là cô Thanh Thúy, cô Tuyết Mai, rất là nhiều những nghệ sĩ hay nha. Châu Mặc Sen thời đó lấy tên là Ngọc Minh. Ngọc Minh hả? Và từ bao lâu thì cô mới có dịp gặp nam ca sĩ Nhật Trường để cùng song ca bài Ai Nói Với Em Nếu Anh Là Lính? Cô hát ở chỗ Văn Cảnh một thời gian rất ngắn. Thì cô Kim Chi, lúc đó cô mới kêu mà dùng chữ tập tễnh ra đó. Nhạc còn yếu. Cô Kim Chi, cô đi chơi, cô đi vắng. Cô nhờ cô lên hát thế trên Dancing Đại Nam. Actually chỗ đó đó, Ngọc Minh cũng hát ở đó. Bích Chiêu cũng hát Dancing Đại Nam. Bây giờ cô lên đó. Cô lên đó. Từ cái Văn Cảnh, chứ không phải Văn Cảnh, Văn Cảnh lên tới cái Dancing. Hồi đó là giống như cái bùng binh đây nè. Cái góc đó là Phó Đức Chính với lại Hàm Nghi. Là Dancing Đại Nam, nhìn qua bên kia bùng binh với là chợ Bến Thành. Còn Văn Cảnh nằm bên cái đường Trần Hưng Đạo là. Thì nhờ cô lên hát thế thời gian ngắn. Cái tuần đầu đó cô rớt. Tuần đầu cô từ ở Tâm Lý Chiến ra. Rồi hoặc là hát ở bên Văn Cảnh là hát giống như thoải mái. Miễn là trúng nhịp thôi. Nhưng mà lên Dancing là thầy Lê Văn Thiện. Sư nhạc Lê Văn Thiện. Mà hát nhảy đầm. Mà cái cô cứ rị rị lên hát nhảy đầm, phải đánh cho người ta kịp nhảy, cô rị rị. Nhưng mà trong tuần đầu rớt là được. Mà ổng không rầy. Không rầy. Rồi cô ráng, cô tự ái đó. Ráng rượt cho kịp, tuần sau là bắt đầu khá vững rồi. Thì bắt đầu chưa, bắt đầu cái chân giao chỉ của cô đi vòng vòng nhiều lắm đó. Mẹ nói là chân giao chỉ. Rồi không biết sao mà trời xuôi đất khiến đi qua tới Hòa Bình. Chưa tới gặp Nhật Trường đâu. Hẳn dĩa là lúc đó hát vững rồi, hẳn dĩa mới mời. Chứ hôm nay còn sập sình lắm. Chưa được gì đâu. Nhưng mà chắc coi như Chúa cho đi. Cô lò mò qua tới Hòa Bình. Hòa Bình gặp đông lắm, cháu phải coi lại cái cuốn mà ông Hồ Trường An viết về phong trào Hòa Bình, viết về cô đó. Có đọc cái bài đó bao giờ chứ? Có cái cuốn sách mà chân dung những tiếng hát. Đó, là kể về Hòa Bình là có bao nhiêu người đó. Có nghĩa là bên đó cô gặp Bích Chiêu trên Đại Nam rồi. Còn bây giờ nghe của phong trào Hòa Bình là ông nhạc sĩ Ngọc Bích mà chiều vàng lại đem nhớ tiếng xưng phải ông Ngọc Bích đó không ta? Là nhạc sĩ Ngọc Bích là bài Mộng Chiều Xuân. Đó đó, ông đó đó. Dạ. Người nghệ sĩ như của ông luôn, tình nghệ sĩ vậy đó. Bên đó là Bạch Yến, Bích Chiêu, Thùy Nhiên, đông lắm. Chị Thế Xuân là đi trước nghỉ rồi, rồi tới cô đó, cô rồi với lại có một cái cô nữa tên là Ngân Hà, Diệu Quyên, 6-7 ca sĩ, mấy ông trên nghĩa là orchestra đó, trong cái member đó cũng thứ dữ cười khôi đó, mà họ đó chơi. Hòa Bình nó dùng cái phòng trà cũng đúng chứ, đó là một cái restaurant của người Tàu. Có cái sân khấu nhỏ nhỏ, một đống ba ông thầy nhạc sĩ đông vậy đó. Mà lên hát rồi nó vui lắm. Tiền chắc cũng không bao nhiêu, nhưng không nhớ nữa. Nhưng mà coi như là cô bắt đầu từ Văn Cảnh rồi qua Đại Nam được hai chỗ rồi. Nhưng mà cái lúc mà cô tới cái Văn Cảnh lần đầu tiên, cô có một đôi giày và có 4 cái áo dài thôi. Mà xuống đó hát mỗi một đêm, tháng 30 đêm, không có áo dài mà cô mặc kệ. Lúc mà nhà nghèo thấy tội nghiệp mình lắm. Tội nghiệp mình, tội nghiệp ai á. Rồi cái bắt đầu tới Đại Nam rồi, cái bắt đầu qua tới Hòa Bình, mà tiền nhiều hơn chút. Hồi đó áo dài vải rồi cũng đẹp lắm, công vải luôn, mấy 50 đồng cái áo dài. Khoảng năm 59 cô ha? 59, bắt đầu có nhiều áo dài mà rẻ. Rồi đó là chỗ đó là Bạch Yến, Bích Chiêu. Bây giờ cháu thấy là ông Hồ Trường An cũng kể trong đó đó, là cô hát điên mình. Bạch Yến, Bích Chiêu với lại Diệu Quyên, ba người đều có má đi theo, có mình cô đi, có mình cô à. Ông nói đó, đó có mình cô đi. Rồi sau cái đó đó, thì gặp Mai Ngọc Khánh. Mai Ngọc Khánh, không biết giờ không nhớ chỗ nào. Thì ở trong một cái phòng trà trong chợ lớn tên là phòng trà Đông Phương.
mời thiếu ca sĩ mời vô cô với cô Kim Chi đi vô trong đó đi bằng taxi. Taxi đó cũng rẻ lắm. Đèn xanh đèn đỏ nhiều cũng lâu quá, nhưng mà vô hát tiếng Tàu, khán giả Tàu bên này hát tiếng Việt mà sao nó cũng dễ chịu. Ông bà chủ người Tàu chắc là Tàu Việt á. Ông cũng không nói năng gì, ông mà dễ thương, lớn tuổi. Mà cái người host cho cái chỗ tụi cô hát kêu phần trà Đông Phương á là nam ca sĩ Tàu tên là Bách Lâm. À, ca sĩ Bách Lâm. Có nghe tên không? Dạ có. Ông đó cũng là người đã thâu âm cho những cuốn băng nhạc Trường Hải. Đúng. Yeah. Đó Bách Lâm. Cháu thấy cái chặng đường cô đi mắc cười không, nhưng mà gặp toàn nhiều người tài không đó. Đúng rồi. Cô chân ứa chân ráo mà gặp thứ dữ không, nhưng mà cũng vui lắm. Mà cô nhớ tới cười nhất đó là ông giới thiệu tiếng Tàu một tràng cho ca sĩ Kim Chi. Cô không biết tiếng Tàu gì, cô nhớ lấy máy là cô Kim Chi có hát cái bài Biết Thở Nào Nguôi, là bài tango đó. Thì các ông Bạch Lâm muốn giới thiệu cái gì lì có gì là cấm chi xỉu chảy là Biết Thở Nào Nguôi đó. Còn tới phiên cô là biết cô hát bài gì thì cô là Chúc Mùi Xỉu Trẻ Mai Ngọc Khánh nữa. Đàn ông đó đó, ông Bạch Lâm cũng tức cười phải không? Tiếng Tàu. Cô hát tiếng Việt mà có đám khán giả người Tàu không à? Tức cười ha. Và con cũng nghe nói là cái thời mà để cho Cộng Hòa, cái thời mà cô đi hát đó là cô nè với cô Thanh Thúy là hoành hành cả nguyên một cái con đường mà có nhiều phòng trà ở ngay quận nhất Sài Gòn. Cô Thanh Thúy, cô Phương Dung, cô Minh Hiếu nữa. Dạ, cô Minh Hiếu nè. Bốn người. Nguyên cái đường Bona đó, là cái này phải kể là từ 62. Chứ còn lúc đó là cô chưa có hát dĩa, là lúc cô bắt đầu có hát trên Đại Nam đó, thì cô chưa có hát dĩa nhiều. Thì có nhiều ông nhạc sĩ viết nhạc, chẳng hạn như Võ Đức gì mà em của Võ Đức Tuyết, Võ Đức Thu không, người này trẻ hơn em, với một bản gì là cô thâu cho với cô Sáu. Cô chưa vô, cô chưa vô tới sóng nhạc thì cô Sáu, nhưng mà hồi đó cô bắt đầu cô quen với là ông Nguyễn Hữu Thiết rồi. Ông rất ư là dễ thương, chắc khám phá giọng của cô. Cô có thể hát những cái nhạc gì lạ lạ trong khi mà chắc những người kia không hát được, mà hồi đó là chưa có sóng nhạc. Nhà hình như lúc đó còn thâu giọng cổ hay gì cô chưa có biết, nhưng mà hát cho cô Sáu hẳn dễ Việt Nam. Có một cái ngày đó ông Lợi ông nói với cô, chứ không phải là ông mê giọng hát của cô đâu. Trúc Mai, anh có cái bản nhạc này anh đưa cho em hát. Tụi Tây nó có Kia chưa, anh có cái bản Chàng Là Ai. Cha đó. Đưa cho em hát, cô thâu bài đầu tiên cho hẳn dễ Việt Nam là Chàng Là Ai. Chàng Là Ai. Nhạc cái bài hát đó tới hôm nay khán giả vẫn còn nhớ với tiếng hát của cô, bài Chàng Là Ai đó. Này chàng từ hậu phương hay biên cương, nơi đây chàng tiến áo buông mùi đường, nhìn chàng Tây nó có Kia tôi. Giờ anh Việt Nam chơi cái Chàng Là Ai. Người không thích đó. Mà cô có cái may mắn là cô có dịp được hát nhiều những cái bài hát của các tác giả mà là lần đầu tiên trình bày. Chẳng hạn như là bài hát mà Jimmy có ở đây là bài Chuyện Tình Lan và Điệp, mà ca khúc số 3. Hình như cái bản này cô cũng là người thâu âm đầu tiên. Cái này là hãng diễn sóng nhạc rồi. Hãng diễn sóng nhạc sau này. Nhưng mà một lát nữa sẽ nhờ cô hỏi và nói thêm về cái bài Chuyện Tình Lan và Điệp cũng như các ca khúc khác. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, nữ ca sĩ Trúc Mai cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Trúc Mai. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết có đưa cho cô ca khúc Chàng Là Ai để thâu vào hạng dĩa Việt Nam của cô Sáu Liên. Vậy thì nhớ cô tên cô Sáu Liên hả? Dạ nhớ chứ, tại vì con nghe cô Hoàng Oanh nè, hay là các cô Thanh Thúy nữa cũng hay nhắc về hạng dĩa Việt Nam với cô Sáu Liên. Vậy thì lúc đó cô thâu đọc cất ký contract với một bên... bài lấy tiền từng bài một từng bài chưa ký chứ... chưa ký contract. Để cho tới một cái đêm nào đó thì chắc lúc đó cũng hát khá rồi. Thì chắc dĩa bên cô Sáu đi ra ngoài rồi có khán giả, ông thầy Nguyễn Tất Vinh phỏng tay trên đi lên, cô đã hát dancing. Ông vô ông mời cô xuống nói chuyện.
mời Trúc Mai về ký contract luôn. Thì cô đương lòng vòng vòng, không có, mình không có kẹt một cái chỗ nào, cô ok liền. Là lúc đó là ông Nhật Trường, ông chưa có nổi tiếng lắm, thì giống như mới tập tễnh mà hát trong đài phát thanh. Cô thì chút đỉnh thôi, nhưng mà nhờ hát cái bài Ai Nói Với Em, Nếu Anh Là Lính, cô hát chung với ông rồi mà cái giọng cô cũng bị thấp, ông hát mạnh, ông hát nhiều câu hơn cô. Thì sau đó có nhiều bài, chẳng hạn như, nếu mà cô nhớ không lầm, hình như là Hàm Mặc Tử trước 7 ngày đợi mong. 7 ngày đợi mong. Cô giống như là cô là bạn ngang tuổi với Nhật Trường, ngồi nói chuyện chơi thôi. Cô mới nói Nhật Trường, sao tôi thấy mấy anh cứ là toàn người viết nhạc, cứ rumba, cứ re minor không vậy nè. Tại cô biết chút xíu nhạc chứ cô không giỏi giống như cô Mai Hương hay vậy. Nhưng mà biết để nói, kiếm mấy cái major rồi coi. Cả ông viết, cũng vậy ông viết. Tại cô cứ nói cái sao cứ rumba, cứ re minor hoài vậy. Bên Việt Nam thì không có nói chỉ đi nữa mà re minor với lại major thôi. Một ngày cái ông đem tới, ok, có cái bản này cho Trúc Mai. Boston, rồi major đây. 7 ngày đợi mong, cô thâu dĩa đầu tiên luôn là bài đó đó. Chứ không phải ông viết bài đó tại vì yêu, say mê cô không có. Tại vì vậy cô chê, có phàn nàn đó. Thì mới nghe cái lời đề nghị của cô và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mới sáng tác bài 7 ngày đợi mong. 7 ngày đợi mong á. Vậy thì hình như lúc nãy cô nói là cô thâu cái bài Ai Nói Với Em, Nếu Anh Là Lính á, là cô với cả bên chú Nhật Trường, hai người cũng chưa nổi tiếng lắm. Chưa nổi tiếng lắm. Và nhờ bài hát đó thì ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh và cô cùng nổi lên luôn. Cô không biết đâu, nhưng mà cái đó để khán giả ở ngoài người ta biết chứ cô không biết. Hoặc là ông Nguyễn Thất Quân, ông bầu show. Thường thường ổng thâu ra, ổng bán được thì ổng mới mời mình nữa. Đúng rồi. Mà ổng không bán được thì ổng tắt đài thôi, thấy không? Và cũng nhờ cô hát cho hãng dĩa Sóng Nhạc Asia mà có được bây giờ giữ rất nhiều những cái cuốn băng, những cái dĩa nhựa mà người ta có tiếng hát của cô. Bên cạnh cô thâu băng, thâu dĩa như vậy thì cô có hát trên đài phát thanh nhiều phải không cô? Có. Cô lại ít. Cô trả lời cái chuyện còn phòng trà Bồng Lai, phòng trà quốc tế là Bồng Lai nằm góc Nguyễn Trung Trực ở trên lầu với lại Nguyễn Trực với Lê Lợi ở trên Bồng Lai đó. Thì cô hát trên đó đó thì khách cũng đông mà trên cái terrace cũng đẹp lắm, thời gian hát ở đó là cũng quen bạn bè thì nhiều lắm, thì gặp ở trong đó ca sĩ đông có Phương Tâm, mấy cái cô mà hát Có Nhớ Đêm Nào, Vượt Cân, họ hát xong đó rồi lúc đó cũng có Lệ Thu đó. Thì bắt đầu nguyên cái đường Bona đó. Sau đó từ cái Văn Cảnh rồi, lúc đó chưa có anh Vũ nè. Cháu nghe nói về anh Vũ không? Có phòng trà anh Vũ. Văn Cảnh rồi mới tới Kim Điệp. Kim Điệp là cái địa chỉ nó gần sát nhà sách Khai Trí. Actually một thời gian rất ngắn mình đã đánh nhau, hình như bắn nhau chết người hay gì đó. Dẹp luôn. Dẹp luôn cái đó. Thì cho tới cuối năm chắc 61, bắt đầu 62, phòng trà anh Vũ nổi lên là đúng ra là giống như một cái quán cơm xã hội. Thì cái đó là ông gì Duyên, hình như là Võ Đức Duyên á, bên Việt Nam mình rất kêu họ thì cô không nhớ. Thì giống cái đó ông cơm xã hội cho sinh viên ăn 5 đồng hình như được 3 món. Rồi là một cái rạp, giống như rạp hát nhỏ nhỏ, một sân khấu nhỏ. Trong đó có kịch. À cái chỗ đó là ban nhạc CBC khởi đầu. CBC. Mấy quý vị con nít đó, quý vị nhớ đồng đó, khởi đầu đó. Có rạp hát nhỏ nhỏ. Cái đó cũng được, có chỗ sinh hoạt cho mấy tụi cô sinh hoạt đó cũng vui. Con nghe nói là cái thời mà trước 75 đó thì cô cũng đi làm special guest cho những cái chương trình tuyển lựa ca sĩ vào mỗi dịp cuối tuần. Những rạp nào, những chương trình nào mà cô đã góp mặt trong vai trò là khách mời đặc biệt trong những chương trình tuyển lựa đó? Tuyển lựa ca sĩ chắc cái dạ đó chắc cũng 62, 63 vậy đó. Đúng rồi, bây giờ cô không nhớ cái thời gian nhưng mà khoảng đó đó. Ở rạp hát Quốc Thanh. Quốc Thanh nó nằm cái đường Võ Tánh mà nó kéo dài, bây giờ bên kia là cái trại lính gì của Tây hồi xưa đó, rạp Quốc Thanh đó. Thì mà bán vé vô mà khán giả đông vui lắm. Vui lắm. Vô hát xong rồi đi về thì mình ít khi mà ngồi nghe ca sĩ mà tuyển lựa, nhưng mà thâu tuyển lựa ca sĩ live nghe, truyền lên đài radio đó. Hát live luôn hả cô? Live luôn đó. Wow. Chứ không có thâu chứa hát nhép gì thì bây giờ mà đâu. Hồi xưa làm cho có cái vụ mà nhép nhép gì. Nhưng mà mình lúc đó không có ngồi lại để nghe, người nào cũng bận rộn tại nghỉ ngơi tối về còn đi hát. Hoặc là có những hôm hát cây mùa xuân, thành hát sổ số xong rồi đi về nhà nghỉ, thí dụ vậy. Không ở lại để mà nghe coi những người tuyển lựa ca sĩ hát tới đâu thì không để ý. Mà hồi đó sân khấu hoặc là đại nhạc hội rồi nhiều. Sau khi cô ra cô hát được 4-5 chỗ rồi cô bỏ không đi hát đại nhạc hội nữa. Tại vì trở về cái đăng sinh mà mình cái đêm đó mình giữ một tiếng đồng hồ đó là khó lắm nha. Một ca sĩ mà hát mấy cô giống như nổi tiếng trước giỏi là cô Bạch Yến,
Cô biết chiêu mấy cô giữ một tiếng đồng hồ tại có hát nhạc Hàn Quốc, còn những người mà hát nhạc Việt Nam không nửa tiếng là đi về. Cô có hát nhạc Hàn Quốc mà không nhiều lắm, hát nhạc Pháp rồi xen kẽ nhạc Việt Nam, thành cái đơn xin mình giữ được một tiếng hát mấy đoạn nhạc. Phải nói là, nhưng mà lúc nãy cô nhắc là hát những chương trình tuyển lựa ca sĩ, hát sống đó thì bên cạnh đó con có nghe cô tiết lộ là cô cũng có hát những cái chương trình sổ số kiến thiết quốc gia. Đúng vậy, con chưa hình dung được là hát sổ số kiến thiết quốc gia đó làm sao. Hôm nay con nhờ cô cho khán giả được biết. Mấy ông nhạc sĩ, mấy ông thầy, mấy ông anh của cô hồi đó vui lắm. Trong số là có ông Châu Kỳ, nhiều người lắm. Châu Kỳ mà muốn lăng xê một cái bản nhạc mới, chỉ dụ lúc đó ông đã nổi tiếng cái bài Sao Chưa Thấy Hồi Âm rồi. Và ông muốn lăng xê một bài mới, vậy cô không nhớ cái bản đó tên gì. Mà thường thường hát sổ số chiều thứ ba thì phải cho cô tập trước rồi, thứ năm thứ sáu bữa trước đi, vừa cả nhạc lẫn thuộc lời. Nhà bữa đó ông đưa cho cô cái bản nhạc gì mà mới tối thứ hai, chiều thứ ba phải hát. Mà vui lắm, ông nói xưng tên với cô, mai cứ hát đi, Kỳ sẽ nhắc. Ông giọng Huế, Kỳ sẽ nhắc. Mà đứng trong cánh gà, cái rạp Thống Nhất lớn lắm mà nha, rộng lắm, mà cô đứng hát với khán giả phải cười cười gì, mà phải dẫn cô lô tai để nghe cô không nói cái gì nữa. Cô hát một hồi cô không nghe được ổng, mà giờ cô đâu có thể chết trên sân khấu, cô tự chết sao? Cô băng qua cái bài Sao Chưa Thấy Hồi Âm, đặng mà đi xuống chứ không giờ đứng ngoài nữa sao, không nghe nhưng đứng sân kia. Hát xong cô đi ra, cái ông nói cái giọng Huế, muốn lăng xê cái bài đó, trước cô đã nói rồi, anh đưa cho mai, trước mấy ngày đi, còn thọc thuộc lòng chứ. Giờ học nhạc, thọc thuộc lòng ngay cái tối thứ hai đi, chiều thứ ba. Mai rửa lên mai diệt kỳ rồi. Cô không thấy cô đứng mà chết, thành ra giờ ổng chết, cô cho ổng chết hơn là cô chết. Mà giờ cô không nhớ tên bản nhạc, không biết bản cái gì, sau có ra, quên tên cái bản nhạc. Cháu thấy chơi kỳ không, có đưa trước mấy ngày đi. Bây giờ trở lại cái chuyện mà Jimmy hỏi, chứ mấy cô có hát trong đài phát thanh hồi đó phần nhiều. Trong đài phát thanh giống mấy người đó là trụ trì trong đó, là tụi cô không được vô trong đó đâu. Tụi cô ca sĩ phòng trà, nhạc lý yếu ở ngoài phòng trà. Nhưng mà cái người mà dám đề nghị một cái chương trình để vô tới cái đài phát thanh đó là chương trình Dạ Hương, ông Đỗ Thiều, nhạc sĩ Đỗ Thiều thổi clarinet. Ông đưa một nhóm ca sĩ vô cái chương trình của Dạ Hương đó. Cái ngày đầu tiên tụi cô vô thâu... Xin lỗi, cô là Dạ Lan hay là Dạ Hương? Dạ Hương, Dạ Lan là của Đại Quân Đội. Cái này Đại Phát Thanh Sài Gòn. Là cái người mà coi như là trưởng ban để tổ chức cái đó là ông Đỗ Thiều. Lúc đó là ông chơi clarinet trên vòng lai đó. Chắc ông cũng có cái connect với lại Đại Phát Thanh, thành ra đưa này vô là cũng phải có tiền. Thì cái ngày đầu tiên tụi cô vô trong đó là những người mà ca sĩ hát phòng trà. Còn mấy cái chị lớn, mấy chị giỏi mà mấy chị đó kêu mà Avio đó dồn mấy nhạc hát liền là tụi cô không có mức đó. Tụi cô phải đờn rồi mới biết gì hát. Thì có nhiều người mấy hồi đó mấy bà đó trong phòng ngái, tôi thấy một đám ca sĩ phòng trà lại coi, tại chưa thấy tụi cô. Vui vậy ha. Chưa thấy tụi cô. Mà lúc đó trẻ lắm, 16, 17. Là chương trình Dạ Hương. Dạ Hương. Trên đài. Nhạc sĩ Đỗ Thiều. Nhạc sĩ Đỗ Thiều. Dạ. Nhạc sĩ Đỗ Thiều có hai đệ tử. Lúc đó bắt đầu ông lăng xê hai đệ tử để của ông ra, là cô Linda. Anh cô Mạc Lan. Cô Mạc Lan. Mạc Lan là chị ruột của cô Hải Lan ở đây đó, radio đó. Cô Hải Lan Radio. Cảm ơn cô với những chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì nữ ca sĩ Trúc Mai cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Trúc Mai. Nhưng mà lúc nãy cô có nhắc về các nhạc sĩ, thì trong đó có nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Thì cô cũng hát rất là thành công nhiều bài, như là lúc nãy cô nói là cô có đề nghị và ông sáng tác ngay 7 ngày đợi mong đó. Rồi Hàn Mặc Tử là cũng là cô là người thâu đầu tiên không? Tôi thâu đầu tiên luôn, hồi đó hên gì vậy đó. Giấc Ngủ Cô Đơn cô cũng thâu đầu tiên. Của nhạc sĩ Anh Bằng. Thâu đầu tiên. Ông Chu Văn Lễ có nói cái bài dạ đó. Có, cái bài Giấc Ngủ. Lá Vàng Rơi cô cũng thâu đầu tiên. Của nhạc sĩ Minh Kỳ. Yeah. Thưa cô, bên cạnh là cái bài hát Hàn Mặc Tử thì con còn thấy khán giả yêu cô tới ngày hôm nay là bài Nhà Anh Nhà Em. Cái đó là tới đầu năm 65 là nhiều ca sĩ trong cái thời của cô đó giả từ sân khấu về làm vợ làm mẹ nhà hết. Cô dồn lên đám bạn cô sẽ nghỉ hết, không ai cấm cản cô hết á. Cái cô ở nhà, cô lập gia đình nghỉ đầu năm 65. Cô là người cuối cùng trong cái cuối năm 64 là cô Lệ Thanh lấy chồng. Rồi tới gần 65 tới cô Thanh Thúy. Rồi tới cô đầu năm 65 là dẹp hết trơn, chỉ còn lại cô Minh Hiếu với là cô Phương Dung.
mấy cô đó rớt cho tới 67 mới vĩnh viễn mới ra đó. Thì cô nghỉ một thời gian cho tới 72. Wow, một thời gian cũng tương đối 6, 7 dài, năm 6-7 năm. Cô nghỉ mà cô vẫn vòng vòng cô đi chơi thôi. Chứ không hát phòng trà, không thâu dễ, không hát làm gì luôn. Đó. Dạ. Cái bữa đó cô tới cái chỗ mà bán nhạc ở trên lầu là nhà hàng quốc tế ở dưới đất là có cái quán nhạc của ông Minh Phát. Dạ. Mà cô đeo mắt kiếp, gặp nhạc trường, gặp tùm lum tà la, cái cô cười cái mấy người nhìn ra, ở Trúc Mai. Cái bắt đầu rủ, đi hát lại đi, đi hát lại đi. Mà hồi cái lúc mà cô nghỉ hát chưa có truyền hình. Hồi đó chưa có truyền hình, cô nghĩ đầu 5-6 năm hồi truyền hình là mấy người ta chiếu từ trên trời xuống đó, từ phi cơ xuống. Cô muốn coi cái mặt mình lên truyền hình nó ra sao. Rồi rủ cái cô nhào vô liền. Yeah. Hình như là hát cho Nhật Trường, rồi hát cho Bảo Thu cái gì tùm lum ta lá. Hát thời gian cái ông Anh Sơn, ông viết lên truyền hình, bây giờ cô lên truyền hình tiếp tục, nó bắt đầu vô truyền hình cũng lia lịa đó. Cái ông Anh Sơn, anh Sơn mà hát nhạc rock đó. Ông viết cái bài Nhà Anh Nhà Em, cái đó là cái lời thơ của thi sĩ Hà Liên Tử. Hà Liên Tử. Yeah. Cái ông nhờ cô hát. Nghe được phải không? Rất hay. Quá đầu tiên đó. Mà nhân cô nhắc đến nhạc sĩ, tác giả bài đó thì cũng có rất nhiều những sự nhầm lẫn. Nhiều người cứ nghĩ là Nhà Anh Nhà Em là của ông Trần Thiện Thanh hay là của anh Bằng. Nhưng mà thực sự là tác giả là của ca sĩ Anh Sơn. Và thơ là của Hà Liên Tử. Phải dùng cháu phải chữ, dùng cái chữ là thơ của thi sĩ Hà Liên Tử. Yeah. Nhạc sĩ, ca sĩ Anh Sơn, phổ nhạc. Phổ nhạc. Mà đúng như vậy. Từ cái bài hát Nhà Anh Nhà Em đó. Và cô đã thâu bài đó vào dĩa. Hai ba lần đó. Uh-huh. Hai ba lần. Yeah. À, con thấy có một thời gian cô cộng tác rất chặt chẽ với băng nhạc Shotgun của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Thì từ đâu cô cộng tác với Shotgun? Chắc cái lúc cô bắt đầu cô đi hát rồi lại là lúc đó chỉ sau có cái dĩa là Hàng Ngọc Tử rồi cô coi như là tiểu tích giang hồ đó. Cái ông gặp, cái ông gặp cái lúc đó Shotgun còn yếu lắm. Dạ. Chúng mày vô thâu ăn nghe. Từ dĩa đó, dẹp dĩa rồi. Yeah. Lúc đó là chắc 71, 72 gì là dĩa dẹp rồi. Thôi bắn, thôi thì thâu. Thâu đó là cái hát cho anh Ngọc Chánh là cái version của Hàng Bảo Tử là thứ nhì đó. Thứ nhì, dạ. Yeah. Cái version đầu là cô thâu dĩa. Dạ, yeah. Yeah, của sống nhạc. Dạ yeah, vâng. Rồi băng Shotgun con thấy thường là đa số những băng Shotgun là nhiều ca sĩ. Phải một cuốn magnetophone là tới 20+ bài, nhiều ca sĩ lắm. Nhưng mà có một cuốn Shotgun số 34 dành cho tiếng hát Trúc Mai. Đúng. Cô hề cho khán giả biết rồi. Đúng rồi. Chắc nói cho đúng lúc đó thì dĩa với lại thâu băng, dĩa là hồi xưa cô cũng hát nhiều quá rồi. Yeah. Thì thường thường đó mình phải nói là ca sĩ thành công phải có một chút nhan sắc và cái giọng hát phải vô lỗ tai người ta. Yeah. Thì mấy ông bầu bán được, mấy ông bầu mới mời, không cho coi như là đứt đuôi luôn, tắt đèn luôn. Yeah. Thì chắc bán được rồi. Bây giờ Ngọc Chánh lúc mà cô nghỉ hát thì coi như là chừng trở lại đó. Ngọc Chánh với lại nhiều trung tâm băng nhiều mời lắm. Yeah. Coi như mình cũng lucky là chắc có nhiều người khán giả cũng thích cái giọng của cô. Vậy cô nói là coi như Chúa cho bằng không mà. Cô gốc nhà nghèo chứ hồi đó là nghèo quá, bóc đất ăn thôi, không hát rồi chắc bóc đất ăn thôi. Là từ đó là có cuốn băng mà tiếng hát Trúc Mai. À, trong đó có nhiều bài mà tới bây giờ khán giả vẫn còn nghe trên YouTube, trên mạng đó. À, và có một cái trường hợp mà hôm nay cũng muốn hỏi cô luôn là người ta cứ nghĩ đâu tiếng hát Trúc Mai là chỉ hát nhạc rumba, bolero. Nhưng mà cô thành công những bài hát cha cha cha, chẳng hạn như bài Pampino. Thì cô nói thêm là cái bài đó là cô, ai là người đưa cho cô hay cô tự tìm đến những ca khúc ngoại quốc đặt lời Việt? Hồi đó lúc mà cô hát ở trong phòng trà Văn Cảnh, cô bước ra cô đã hát cái bài lời Pháp rồi. Pampino hát lời Pháp rồi, nhưng mà có những khán giả mà cô gặp bên này tức cười lắm. Yeah. Ông nhớ cô hát bài đó, giống như ông Hồ Trường An cũng nhớ, nhưng mà Hồ Trường An thì nói chính xác, nói đúng. Còn một người khách quen cô, tôi nhớ chị hồi xưa, chị hát bản Pampino, cô tức cười. Pampino. Đó, ông hình như là quán cây dừa, mắm cây dừa, dừa. À, lâu không thấy không? Yeah. Thì hát đơn sinh cũng hát nhiều nhạc Pháp. Cái thời yeah. đó là những bản nhạc của nữ danh ca Dalida nổi tiếng. Dalida. Thì cô cũng bổm bẻm được vài câu tiếng Pháp, thế là bắt chước bả thì hát. Rồi, nhưng mà thâu băng, giống như mấy Ngọc Chánh rồi. Ông biết mình tiếng Tây đâu có giỏi, thành ra cũng không có, nhưng mà có lời Việt thì mình hát lời Việt. Nhưng mà con chú ý một bài. Dona Dona, tức là tiếc thương. Không ngờ là cô Trúc Mai lại hát một bài nhạc trẻ, rất là trẻ, cái thời hit, cái thời mà 70 đó. Thì ai là người đưa cho cô bài đó hay cô tự tìm tới? Cô đâu có ai đưa cô, hồi lúc đó là Mây Trắng lên TV, truyền hình đó. Yeah. Băng Mây Trắng lên, hát hai bài hay quá là Đồng Xanh, Green Fields. Rồi tới Dona Dona mấy người tiếng Việt. Yeah. Mà cô cũng yêu nhạc Việt Nam mà cô cũng yêu nhạc ngoại quốc. Yeah. Nghe cái bài đó thích lắm. Lúc đó là ở trong ban nhạc Shotgun mà nói gì đúng.
thì ông Ngọc Chánh cũng giống như là những ca sĩ nào thấy giống như mà hát được, giống như popular cũng được cưng chiều. Yeah. Tự nhiên nguyên phần nhiều Ngọc Chánh dính liền với lại ông Lê Văn Thiện làm hòa âm. Yeah. Mà cô đòi hỏi, cô muốn hát cái bài Donara với mây trắng. Wow. Bưng mấy ông đần dây vô cho cô thâu, trong đó là không có gì, nó đần dây không đó. Yeah. Ánh đèn vàng hiu hắt, khói chầm cay đôi mắt. Anh nằm đó sao thôi cười thôi nói. Dáng buồn còn gương nét, mắt nguyện giờ đã khép. Anh nằm đó như đang mơ mộng. Anh theo mây bay quên cuộc đời, đời đầy nghĩa thương đau. Mây đưa anh bay đi tìm trời, và nơi đó anh có nhớ gì? Anh người, anh người, anh ơi, người yêu dấu, sao anh yêu vội sớm ra đi? Anh người, anh người, mà nếu mà để ý đó, cái bài Tiếc Thương bây giờ vẫn còn đó, là có cái những cái giọng nam phụ họa, là ban này chán phụ họa cho cô cái bài bài đúng đó. Vậy à. Là có nam ca sĩ Trung Hành cô ha, hình như có cô chỉ nhớ tên Trung Hành Trung là trưởng ban thôi, trưởng ban còn hình như có hai ba thầy đó, đúng rồi. À, và nhưng mà cô nhắc đến những ca khúc mà ngoại quốc đó thì ngoài Dona Dona, ngoài Tiếc Thương thì cô còn cái trình bày ca khúc nào nữa không? Nãy cho nói là cái gì đó là Still With A Kiss. Still With A Kiss, yeah. Cô hát cái bài Jambalaya. Oh, Jambalaya. Cô hát lời Việt mà hát theo country music. Country music, yeah. Là cô tự tìm đến với những ca khúc ngoại quốc đó. Và cô có nghĩ là cô muốn làm một cái hướng đi khác so với những bước mà mình lúc đầu mình hát. Cô không có tìm hướng đi vậy. Nếu cô nghe thời gian giống như mình ăn cái gì mà nó nhiều quá nó bội thực đó. Mà nó ngon, nó ớn, nó đổi về cái khác vậy thôi chứ chả có. Hồi Sài Gòn đó thì cái vụ mà thâu băng hay cái gì đó toàn là mấy ông họ đứng ngoài họ làm business, cô không biết cái đó. Yeah. Chỉ đi hát thôi. Thuần túy là hát thôi. Yeah. Cô sở dĩ mà cô thích hát có bè đó là tại vì cái hát solo không cũng thích trở lại cái hồi mà thâu dĩa. Yeah. Thì cô cũng nói chuyện với lại ông Nguyễn Hữu Thiết nữa. Cái dạo đó Sài Gòn là mấy nhạc ngoại quốc của Mỹ vô Sài Gòn nhiều lắm. Cô thích cái bài Only You của The Bladders chơi. Cô thích lắm. Mà bản nhạc Việt Nam này cháu coi những bản nhạc Việt Nam đâu có bài nào mà hát để có bè phụ quả vô. Mà cô không phải là trên đài phát thanh. Thường thường trên đài phát thanh là mấy chị đó giống như những cái bài của ông Văn Phụng. Nó nhiều bè lắm, cô thích cái đó. Cô không thích solo giống như cái Hàng Mặc Tử bài, cô không thích gì. Cô thích nhiều bè lắm. Thì cô nói với Nguyễn Hữu Thiết, anh ơi, sao em thấy cái bài Only You hay quá vậy mà nhạc Việt Nam mình sao không có bài nào có bè hát vậy để cho em hát vậy đó. Ông về ông viết cái bài Chỉ Có Tình Yêu. Cô hát Chỉ Có Tình Yêu đó. Giống như Only You vậy đó. Wow. Cháu nghe có mấy cái bè đó không? Đúng rồi. Và cái bài đó cô là người thâu đầu tiên cho bài. Hình như không ai hát hết là phải có. Cháu có thấy ai hát nữa không? À, ngoài cô con thấy cô Thanh Tuyền có hát lại bài đó. Ôi. Trong bằng tiếng hát Thanh Tuyền sau này. Nhưng mà có bè không? À, hình như là không. Yeah. Cháu biết mấy người hát bè cho cô là ai không? Dạ ai ạ? Thứ Dữ không đó? Dạ. Ông Tuấn Khanh mà Chiếc Lá Cuối Cùng. Nhạc sĩ Tuấn Khanh. Dạ, hồi xưa ông hát trên đài ông tên là Trần Ngọc. Ông Thanh Sơn, Lưu Bút Ngày Xanh. Dạ, ông Hồng Phúc, ba ông hát bè giọng nam của cô đó. Hay ha. Rất là quý. Cô hồi đó cô cũng may mắn lộn xộn. Cô lộn xộn lắm đó. Con nghe nói là cô được các hãng dĩa, các trung tâm băng nhạc ngày xưa cưng lắm. Cưng đó. Sở dĩ cưng đó là tại vì chắc là mấy ông bán chạy. Bán dĩa chạy. Yeah. Coi 2005 cô về, hình như 2005 cô về, cô có thăm lại thầy Quanh, Nguyễn Tất Quanh đó. Thì ổng bệnh lắm mà ở trên gần chỗ ngã tư Bế Hiền chỗ đơn vị của Nhĩ Dù, giờ cô quên tên đơn vị, hồi xưa là Nhĩ Dù đó. Dạ. Cái vô cô thăm mà ông không nhớ cô. Cô mới nói thầy Quanh ơi, Trúc Mai đây là một trong những người xưa làm phiền thầy đó. Hồi xưa tội nghiệp nữa. Dạ. Ca sĩ giống như được nọ đòi kia đó. Mà tụi cô giành giật bài đó, ông cũng bị nhức đầu đó. Bởi vì hồi xưa bài cũng hiếm lắm, cái đám mà giành giật bài đó, còn những người mà ngồi ngoài không ai hát thì khỏi giành giật. Dạ. Tại tụi cô phải kiếm bài để tháng tới vô thâu, để thâu tiền. Dạ. Đó là vậy đó. Con thấy cô gọi các nhạc sĩ khác với một cái tên rất là chiều mến và kính trọng, đó là thầy. À, có sẽ nhiều khán giả sẽ thắc mắc, ồ thầy đây có phải là sư phụ hay là người dạy nhạc cô không? Hôm nay con nhờ cô nói luôn, cái chữ thầy cô dành cho các nhạc sĩ. Cô
nói thì giống như là tự phụ, cái đó không được. Yeah. Cô không có mấy ông thầy nào dạy nhạc. Yeah. Nhưng mà sau này đó, hồi đó còn trẻ, yeah, thì kêu anh Bằng, yeah, hay anh Lê Vinh hay là gì. Còn nhạc trường thì với cô là ngang ngang tuổi nha. Yeah. Nhưng bây giờ cô thấy lớn rồi, mấy ông già rồi, cô cũng không kêu bằng bác, bằng chú nữa. Thì cô kêu bằng thầy chứ không phải là sư phụ của cô. À, dạ. Giống như thầy giáo vậy thôi. À, cô ơi, hôm nay con cảm ơn cô và thay mặt cho khán giả, cảm ơn cô có sự hiện diện ngày hôm nay để chia sẻ với khán giả. Không biết là cô cũng lâu lắm không xuất hiện trên talk show, trên TV, trên màn ảnh, nhưng mà cô nhận lời là một cái niềm vinh hạnh cho Jimmy. Rồi, cảm ơn Jimmy. À, với lại xin chào quý khán giả thân mến của Trúc Mai and của Jimmy. Cảm ơn cô. Hẹn một ngày nào nếu mà có cơ hội nào thì có thể nói chuyện nữa. Tái ngộ. Dạ vâng, con rất mong và khán giả cũng rất mong. Xin cảm ơn cô thật nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình The Jimmy Show tuần sau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.